Tiến thuật nào để đội tuyển nữ Việt Nam gây bất ngờ ở World Cup 2023? Huấn luyện viên Mai Đức Trung khẳng định đội tuyển Việt Nam phải có cách chơi hợp lý để khắc chế những đội có thể hình vượt trội tại World Cup 2023. Hôm qua 16 tháng 6, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập sáng sau khi hoàn thành trận giao hữu thứ hai tại Đức. Đánh giá về hai trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Trung khẳng định đây là những trận đấu bổ ích cho các cầu thủ nhằm tích lũy kinh nghiệm cho World Cup 2023 tại New Zealand và Úc vào tháng 7 tới. Chúng ta phải thi đấu cọ sát với các đối thủ to cao, có tốc độ tốt để khi thi đấu với các đội Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha sẽ không bị bỡ ngỡ. Các trận đấu này sẽ là kinh nghiệm quý cho các cầu thủ khi tới với World Cup 2023, huấn luyện viên Mai Đức Trung nhấn mạnh. Chia sẻ về những tính toán đội hình trong hai trận đấu vừa qua, huấn luyện viên Mai Đức Trung khẳng định hài lòng với học trò. Trận đầu tiên, chúng tôi sắp xếp đội chính đá để dần dần làm quen và ổn định. Trận thứ hai, tôi đưa một số cầu thủ vào thay ở các vị trí để đánh giá thêm khả năng đảm đương trong các tình huống. Những sự thay đổi này cũng là để thử thách cầu thủ. Qua phần thể hiện của các bạn, có một số điểm tôi cũng đã hài lòng khi các cầu thủ biết phối hợp nhanh trên phần sân đối thủ tạo ra các cơ hội ghi bàn. Trên thực tế, chúng ta đã có bàn thắng. Các chuyên gia cũng đồng ý với tôi rằng với sự chênh lệch về thể hình nếu chúng ta 50 đến 50 với đội bạn thì sẽ thiệt. Chúng ta phải đá phòng ngự nhiều để chống bóng bổng và các pha phối hợp của đối thủ, từ đó áp sát và phản công nhanh. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều đường truyền hỏng và một số vị trí chưa làm tốt việc đảo nhau, phối hợp thay đổi. Chúng ta sẽ cần tập luyện kỹ hơn, huấn luyện viên Mai Đức Trung cho biết. Trận giao hữu chiều qua cũng là lần đầu tiên huấn luyện viên Mai Đức Trung sử dụng lại Trương Thị Kiều sau thời gian nghỉ điều trị chấn thương. Đối với phần thể hiện của cầu thủ này, ông đánh giá Trương Thị Kiều đang hồi phục tốt và nhanh, nhưng nếu chỉ tập luyện và phục hồi thì không đủ nên tôi sắp xếp cho cầu thủ này vào sân 15 phút cuối trận khi đội đã có tỷ số để làm quen và có cảm quan không gian sân bóng. Tôi cũng theo dõi và thấy rằng khi có Trương Thị Kiều thì hàng hậu vệ ổn định hơn. Cầu thủ này có thể chỉ huy và nhắc nhở các đồng đội. Tất nhiên về chuyên môn Trương Thị Kiều cần tập thêm thì mới ổn định như cũ được. Hôm nay 17 tháng 6, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển tới Ba Lan để chuẩn bị cho trận giao hữu với U23 nữ Ba Lan vào ngày 19 tháng 6. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh bóng đá 24h News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.